Xứng ngôn viên Bảo Khanh và Trang Lương xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 miền Nam, 16.12 miền Bắc California, hệ thống Galaxy 19 trên toàn Hoa Kỳ và Canada, website ibctv.us. Và để mở đầu cho phần tin tức tổng hợp buổi chiều ngày hôm nay, xin mời quý vị đến với phần điểm tin. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ soạn dự thảo lật lại phán quyết của vụ án Roe kiện. Báo động tình trạng sức khỏe tâm thần suy yếu ở Hoa Kỳ, đặc biệt là ở trẻ em. Amazon sắp đóng cửa 6 cửa hàng Whole Foods. Dân số California sụt giảm bước qua năm thứ hai. Nhân viên giao đồ ăn gốc Trung Quốc bị bắn chết tại thành phố New York. Và sau đây, xin cứ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên của sự trình bày của xứ ngôn viên Trang Lương. Kính thưa quý vị, tối cao Pháp viện Hoa Kỳ soạn dự thảo lật lại phán quyết vụ án Roe kiện Wade. Theo như Politico, thì tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đang soạn dự thảo đảo ngược phán quyết của vụ án Roe kiện Wade năm 1973, hợp pháp hóa việc phá thai trên toàn quốc. Theo như thẩm phán Samuel Alito, thành viên của phe bảo thủ chiếm đa số 63 người được cựu Tổng thống George Bush bổ nhiệm, thì tối cao Pháp viện sẽ ra phán quyết cuối cùng vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7. Nội dung bản dự thảo nói rằng tối cao Pháp viện sẽ cho phép các tiểu bang ra quy định liên quan đến dịch vụ phá thai. Dự thảo luận bị rồi do gì đã làm cho dư luận chấn động, trong khi các nhà lập pháp một số tiểu bang do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo đang thúc đẩy việc ban hành luật cấm phá thai, mới đây nhất là Oklahoma. Một cuộc thăm dò của APNORC hồi tháng 12 qua cho thấy là Đảng Dân Chủ coi việc bảo vệ quyền phá thai là ưu tiên hàng đầu. Cuộc thăm dò dư luận của AP Votecast năm 2020 cho thấy 69% cử tri muốn để nguyên và chỉ có 29% muốn tối cao Pháp viện Hoa Kỳ lật lại quyết định Roe kiện Wade. Cuộc thăm dò của APNORC cho thấy là phần đông công chúng Hoa Kỳ ủng hộ việc hợp pháp hóa dịch vụ phá thai trong hầu hết các trường hợp. Theo như Viện Guttmacher, 26 tiểu bang có thể ban hành đạo luật cấm phá thai nếu như vụ Roe kiện Wade bị đảo ngược. Lệnh cấm phá thai đang bị chặn tại 22 tiểu bang ngoại trừ Texas, trong khi 16 tiểu bang và đặc khu Columbia bảo vệ quyền phá thai. 8 tiểu bang của Đảng Dân Chủ đang mở rộng quyền phá thai, trong đó thì có California. Bằng cách ra quy định cho phép giảm chi phí và đang xem xét việc ban hành các dự luật để biến thành thánh địa phá thai nếu phán quyết Roe kiện Wade bị đảo ngược. Tin mới nhất cho hay là tối cao Pháp viện Hoa Kỳ sẽ điều tra vụ rò rỉ dự thảo quyết định tiết lộ tin nói rằng các thẩm phán bảo thủ chiếm đa số đã có kế hoạch đảo ngược phán quyết cho phép phá thai. Báo động tình trạng sức khỏe tâm thần suy yếu ở Hoa Kỳ, đặc biệt là ở trẻ em. Viên chức y tế liên bang của Hoa Kỳ đã cho hay, chính phủ của Tổng thống Joe Biden dự tính là sẽ tăng cường việc thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần để trợ giúp cho hàng triệu người dân Hoa Kỳ đang vất vả vì khó khăn tài chính, gián đoạn hoạt động vì đại dịch coronavirus, dẫn đến sự suy sụp tinh thần. Bộ trưởng Bộ Y tế của Hoa Kỳ là Xavier Becerra đã tuyên bố như trên sau khi chính phủ của Tổng thống Joe Biden kêu gọi Quốc hội rót hàng tỷ Mỹ Kim để nỗ lực thực hiện kế hoạch này. Vào hồi tháng rồi, Becerra đã trao hơn 100 triệu Mỹ Kim tiền trợ cấp cho các trung tâm trợ giúp nạn nhân trong cuộc khủng hoảng để ngăn chặn nạn tự tử bắt đầu khởi động khắp toàn quốc vào mùa hè năm nay. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, thì số người bị thiệt mạng vì coronavirus ở Hoa Kỳ có thể lên tới 1 triệu người tính tới tháng này. Trong tháng 2, thì các nhà nghiên cứu ước tính là hơn 180.000 trẻ em ở Hoa Kỳ mất cha mẹ hoặc là người chăm sóc vì đại dịch, và khoảng 65% là thành viên của các gia đình sắc tộc thiểu số. Các nhóm bác sĩ nhi khoa cũng đã báo động về cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên, nếu không muốn nói là tồi tệ. Một viên chức của CDC đã nói rằng hơn 1/3 học sinh trung học có dấu hiệu suy sụp sức khỏe tâm thần. Vào năm 2020, thì khoảng 46.000 người dân Hoa Kỳ đã tự tử và trở thành một trong 10 nguyên nhân gây chết người hàng đầu và là nguyên nhân thứ hai ở trẻ em.
Amazon sắp đóng cửa 6 cửa hàng Whole Foods. Người điều hành công ty kinh doanh trên mạng Amazon cho hay là sẽ đóng cửa 6 cửa hàng Whole Foods tọa lạc tại 4 tiểu bang, gồm có Montgomery ở Alabama, Brookline, Massachusetts, Taraji, California, hai cửa hàng ở Chicago vào ngày 6 tháng 5. Công ty này hiện có khoảng 500 cửa hàng Whole Foods khắp thế giới. Amazon mua lại Whole Foods năm 2017 với giá là 13.7 tỷ Mỹ Kim, hiện chiếm 2.4% thị trường cung cấp hàng tạp hóa ở Hoa Kỳ. Kể từ khi mua lại Whole Foods thì Amazon cũng đã xây dựng các thương hiệu tạp hóa của riêng mình là Amazon Go và Amazon Fresh. Hồi tháng 3 thì Amazon thông báo sẽ đóng cửa 68 cửa hàng thực phẩm gồm có Amazon Book, ba Amazon 4 Star và Amazon Pop-up ở Hoa Kỳ và Anh. Nhà bán lẻ Amazon cũng đồng thời áp dụng công nghệ là Just Walk Out tại các cửa hàng Whole Foods ở Washington DC, cho phép khách hàng không cần phải tính tiền tại quầy và có thể rời khỏi cửa hàng sau khi nộp trả qua tài khoản Amazon. Một người đàn ông ở Washington bị thiệt mạng vì ngộ độc thực phẩm đựng trong hộp tại nhà. Kính thưa quý vị, một người đàn ông ở Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng vì bị ngộ độc thực phẩm đóng hộp tại nhà. Giới chức y tế Grace Harbor đã cho hay, một người đàn ông ở tiểu bang Washington trong độ tuổi 55 đến 65 đã qua đời vì bị ngộ độc thịt cuối tháng 4 năm 2022. Họ cho biết là sẽ có kết luận cuối cùng sau khi nhận được kết quả xét nghiệm 170 lọ đựng thức ăn đóng hộp cất tại nhà riêng của nạn nhân. Ngộ độc thịt nguy hiểm đến tính mạng vì thực phẩm có thể chứa chất độc tố do vi khuẩn Clostridium botulinum gây ra trong điều kiện yếu khí. Chất độc tấn công hệ thần kinh của cơ thể, làm bệnh nhân khó cử động, khó thở, liệt cơ và qua đời. Nhân viên y tế cũng cho rằng thực phẩm đóng hộp, lên men, được bảo quản tại nhà không đúng, có thể tạo điều kiện để vi khuẩn sinh sôi, đặc biệt là mật ong có thể chứa vi khuẩn gây ngộ độc ở trẻ sơ sinh. Vì vậy, mọi người được khuyến cáo là không nên cho trẻ dưới 12 tháng ăn mật ong. Mặt khác thì theo CDC thì việc đóng hộp thực phẩm tại nhà có thể làm người tiêu thụ bị ngộ độc. Một tin tức rất nổi bật là dân số California đã sụt giảm bước qua năm thứ hai. Hôm thứ hai thì giới chức California cho biết là dân số của tiểu bang năm 2021 tiếp tục giảm qua năm thứ hai liên tiếp vì sinh xuất và người nhập cư giảm, trong khi số người chết và rời khỏi tiểu bang lại gia tăng. Với tổng dân số hơn 13,9 triệu người, California vẫn là tiểu bang đông dân nhất của Hoa Kỳ, vượt xa Texas 29,5 triệu cư dân ở vị trí thứ hai. Tuy nhiên thì sau nhiều năm tăng trưởng mạnh, California tiến đến gần cột mốc 40 triệu người. Dân số của tiểu bang trở lại như trước năm 2016 sau khi giảm gần 118.000 người trong năm nay. Dân số California giảm lần đầu tiên trong năm 2020 vì đại dịch COVID-19 bùng phát và khuynh hướng này lại tiếp tục trong năm 2021 mặc dù lại chậm lại so với năm 2020. Năm 2021, California tiếp nhận hơn 43.000 người nhập cư từ các quốc gia khác đến, thấp hơn nhiều so với con số trung bình hàng năm là 140.000 người trước đại dịch. Các nhà phân tích cho rằng thêm 280.000 người rời khỏi California trong năm 2021 cho thấy là khuynh hướng tụt giảm dân số kéo dài hàng thập niên tại các bang vàng. Tác động của sự sụt giảm được cảm nhận qua sự kiện cho thấy là California lần đầu tiên mất ghế dân biểu tại Quốc hội sau cuộc thống kê dân số Hoa Kỳ, chứng tỏ là California không phát triển nhanh như các tiểu bang khác. Tuy nhiên thì sự sụt giảm không ảnh hưởng đến lợi nhuận của tiểu bang. California hồi năm rồi thặng dư ngân sách kỷ lục và năm nay thặng dư 68 tỷ Mỹ Kim, kết quả của cơ cấu thuế lũy tiến. Dân số các địa phương trừ 3 quận ven biển của California đều bị giảm dân số vào năm 2021, trong đó có Los Angeles, Orange County và San Diego. Xin quý vị vẫn tiếp tục với băng tần của đài truyền hình IBC TV. Chúng tôi sẽ trở lại phần 2 ngay sau phần các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với băng tần của đài truyền hình IBC TV. Và tiếp theo là bản tin cho hay, nhân viên giao đồ ăn gốc Trung Quốc bị bắn chết tại thành phố New York.
Một nhân viên giao thức ăn là Chi Wen Yang, 45 tuổi, đã bị bắn chết khi đang giao hàng tại một địa điểm gần đường số 108 và 67 ở khu vực lân cận Forest Hills khoảng 9 giờ 30 phút tối hôm thứ Hai, đã bị một viên đạn găm vào ngực. Ông Yang đã ngã khỏi chiếc xe gắn máy. Ông được đưa đến bệnh viện Elmhurst, cũng đã qua đời tại đây. Nghi can nổ súng đã bỏ trốn trên một chiếc xe sedan về phía đường Queens. Theo New York Post, thì cảnh sát đang thẩm vấn một khách hàng 50 tuổi thường xuyên tranh cãi với các nhân viên nhà hàng Great Wall, nơi Yang đang làm việc. Người khách hàng này đã bị truy tố tội dùng súng đe dọa nhân viên nhà hàng vào hồi tháng Giêng và hai lần phá hoại xe của họ. Một nhân viên đã khai rằng, nghi can vụ nổ súng trước đây đã lên chiếc xe Lexus RX3 SUV, là một xe cũ để tẩu thoát, chính là chiếc xe xuất hiện trong vụ nổ súng vào hôm thứ Bảy. Cũng xin nhắc nhở là ông Yang đã đến Hoa Kỳ vào năm 2001 và đã chết đi để lại một người vợ và ba đứa con từ 2 đến 34 tuổi. Cảnh sát Quốc hội Hoa Kỳ bị đình chỉ công việc vì sơ suất để súng nổ tại văn phòng Hạ viện. Một cảnh sát viên tùng sự tại văn phòng Quốc hội Hoa Kỳ đã bị đình chỉ công việc vì sơ suất để súng phát nổ bên trong của một tòa nhà văn phòng của Hạ viện. Sở Cảnh sát Capitol Hoa Kỳ USCP hôm thứ Ba cho hay là đang điều tra vụ nổ súng xảy ra tại phòng nghỉ của họ. Danh tính của người cảnh sát trên chưa được công bố cũng như loại vũ khí phát nổ. Phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Quốc hội cho biết là tai nạn xảy ra khoảng 8 giờ sáng thứ Hai và không làm ai bị thương. Trụ sở Quốc hội đang trong giai đoạn 1 của kế hoạch mở cửa trở lại sau 2 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Trong giai đoạn 1, các đoàn được các nhà lập pháp và nhân viên Quốc hội cầm đầu được phép vào bên trong trụ sở Quốc hội để thưởng ngoạn. Giai đoạn 2 bắt đầu vào ngày 30 tháng 5 với một phần trung tâm Capitol được mở cửa trở lại. Nắng nóng Ấn Độ chạm ngưỡng chịu đựng của con người. Kính thưa quý vị, nắng nóng kết hợp với hiện tượng nhiệt độ ẩm ướt cao tại Ấn Độ đã khiến cho cơ thể của con người không thể thoát nhiệt, đã gây nguy cơ tử vong cao. Thủ đô New Delhi của Ấn Độ như là đang bốc cháy. Hơi nóng ngùn ngụt bốc lên từ mặt đường, nước chảy ra từ vòi nước cũng nóng đến mức không thể chạm vào. Nhiệt độ tại New Delhi vào ban ngày đạt đến 44 độ C, và không dưới 30 độ C vào ban đêm. Núi rác Bhawar khổng lồ tại vùng ngoại ô phía bắc của New Delhi thì tiếp tục cháy từ ngày 26 tháng 4 cho tới nay, khiến cho không khí oi bức tại thành phố càng trở nên ô nhiễm nặng nề. Theo Cục Khí tượng của Ấn Độ IMD, thì nước này đã ghi nhận vào hồi tháng 3 là nóng nhất trong 122 năm qua, với nhiệt độ trung bình toàn quốc ở mức là 33,1 độ C, cao hơn gần 1,86 độ C so với thông thường. Thủ tướng của Ấn Độ là ông Narendra Modi vào hôm ngày 27 tháng 4 cũng đã cảnh báo về thời tiết khắc nghiệt làm tăng nguy cơ hỏa hoạn. Nhu cầu sử dụng điện tăng vọt giữa nắng nóng đã dẫn đến tình trạng mất điện kéo dài tới 8 giờ đồng hồ ở một số vùng tại Ấn Độ, trong bối cảnh dự trữ than, nguồn nhiên liệu sản xuất 70% điện của toàn quốc đang ở mức thấp nhất. Vào hồi tuần trước thì dự trữ than tại 3 trong số 5 nhà máy cung cấp điện cho New Delhi đã giảm xuống dưới 25%. Các vựa lúa mì tại miền Bắc của Ấn Độ cũng đã bị nắng nóng thiêu đốt. Mùa xuân năm nay gần như là không có, trong khi nắng nóng dự kiến kéo dài sang tháng 5, trong khi mùa mưa chỉ bắt đầu vào tháng 6. Tòa án tối cao Myanmar bác ngay đơn kháng cáo của bà Suu Kyi Khai. Hôm 4 tháng 5, thì tòa án tối cao ở Miami cho quân đội cai trị đã bác đơn kháng cáo của nhà lãnh đạo bị phế truất Aung San Suu Kyi về bản án 5 năm tù mà bà đã bị tuyên vào tuần trước với tội tham nhũng, theo như Reuters. Một nguồn tin am hiểu về thủ tục tố tụng cho biết là đơn kháng cáo đã bị bác bỏ ngay, đồng thời cho biết thêm rằng tòa án đã bác bỏ đơn kháng cáo này ngay khi nó được nộp mà không cần phải nghe tranh luận từ cả hai bên. Bà Suu Kyi, người đoạt giải Nobel, đã bị kết án vào tuần trước với tội danh lần đầu tiên trong số 11 tội danh tham nhũng mà bà bị khởi tố. Bà Suu Kyi đã bị quản thúc tại gia với các tội danh từ tham nhũng đến phản quốc và có khả năng là phải chịu một bản án tổng cộng lên đến 190 năm tù kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử mà bà lãnh đạo vào năm ngoái. Kính thưa quý vị, Việt Nam phản đối Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh cá ở Biển Đông. Trung Quốc một lần nữa đã đơn phương ra lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông kéo dài 3 tháng rưỡi,
bắt đầu từ Chủ nhật tại vùng vịnh Bắc Phần và quần đảo Hoàng Sa, mà Việt Nam và Philippines coi là ngư trường thuyền thống của mình. Hà Nội đã lên tiếng phản đối lệnh cấm đánh bắt cá nói trên, gọi đó là hành vi vi phạm quyền tài phán chủ quyền và lãnh thổ của Việt Nam. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng đề nghị Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa, không làm phức tạp việc duy trì hòa bình, sự ổn định ở Biển Đông. Trung Quốc đã áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá vào mùa hè hàng năm kể từ năm 1999 để gọi là cải thiện hệ sinh thái biển. Theo John Quiggin, là giáo sư trường đại học Queensland ở Úc, thì việc hạn chế đánh bắt cá để nuôi dưỡng nguồn cá đang cạn kiệt là chính sách hợp lý, nhưng quyết định siết chặt hoạt động tại khu vực đã thể hiện tham vọng kiểm soát các vùng lãnh hải đang tranh chấp của Bắc Kinh. Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng 8 tại vùng biển tuyên bố chủ quyền đã bị các quốc gia láng giềng bác bỏ. Ký giả đoạt giải Pulitzer Kennedy tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ảnh Việt Nam tại nhà hàng Garden Grove. Ba ký giả nhiếp ảnh hôm Chủ nhật họp mặt tại một tòa nhà hàng ở Garden Grove, gồm có Peter Arnett, Nick Wood và David Hume Kennedy, để kỷ niệm 50 năm là Kennedy đã giành được giải thưởng nhiếp ảnh tiêu biểu Pulitzer năm 1972. Buổi họp mặt thân mật do nhà sản xuất phim NASA Lockwood tổ chức tại nhà hàng Broda Chateau để cùng tưởng niệm ngày Sài Gòn thất thủ 30 tháng 4 năm 1975. Cả ba là những người hiện duy nhất còn sống từng đoạt giải thưởng Pulitzer thời chiến tranh Việt Nam. Kennedy, nhiếp ảnh gia của Tổng thống Gerald Ford, đã đoạt giải thưởng nhiếp ảnh Pulitzer năm 1972. Theo như Lockwood, thì buổi kỷ niệm là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của báo ảnh và sức mạnh của nhiếp ảnh trong việc thúc đẩy việc thiết lập sự công bằng xã hội, miêu tả cái giá của cuộc chiến tranh về tính nhân văn của hành động thể hiện lương tâm và lòng trắc ẩn khi chính các nhiếp ảnh gia giúp người tị nạn Việt Nam tìm đến Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, tiếp theo là bản tin cộng đồng. Hai cậu bé gốc Việt ở Pennsylvania đã bị mẹ bắn vào đầu khi đang ngủ. Hai cậu bé 9 tuổi và 13 tuổi của một gia đình gốc Việt, cư dân Pennsylvania vào hôm thứ Hai, đã bị mẹ ruột bắn vào đầu khi đang nằm ngủ trên giường ở nhà riêng tại vùng ngoại ô giàu có của Philadelphia. Cả hai được đưa vào bệnh viện để cấp cứu, đang được trợ giúp sự sống và sẽ nằm tại đây để chờ người hiến tặng nội tạng. Theo cuộc điều tra ban đầu, thì nghi can là một người phụ nữ gốc Việt tên là Trinh Nguyễn, 38 tuổi, còn toan bắn vào đầu người hàng xóm trước khi bước vào một chiếc xe vận tải nhỏ màu trắng để bỏ trốn. Người hàng xóm này ngay lập tức đã gọi 911 và bà Nguyễn đã bị bắt vào lúc 11 giờ 30 phút sáng, là khoảng 4 giờ đồng hồ sau đó, và bị truy tố 3 tội danh cố ý giết người. Hung thủ đã bị giam mà không được tại ngoại. Theo hồ sơ điều tra, thì cảnh sát đã được điều động đến một ngôi nhà ở thị trấn Upper Markfield khoảng 7 giờ sáng, sau khi nhận được điện thoại của một người đàn ông hàng xóm của bà Nguyễn, bị bà này chĩa súng lục vào mặt và bóp cò 2 lần, nhưng súng không nổ. Bà Nguyễn bị ông này tước vũ khí, sau đó đã bỏ trốn. Cảnh sát đã lục soát ngôi nhà tìm thấy hai đứa trẻ nằm trên giường với các vết đạn ở đầu. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV buổi chiều ngày hôm nay do sứ ngôn viên Bảo Khanh và Trang Lương thực hiện. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và đặc biệt là xin gửi lời cảm ơn tới các nhà bảo trợ của chương trình như là BNT Insurance. BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. BNT Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm với hơn 10 năm trên thị trường, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. BNT Insurance đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. BNT Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California, số phone là 714-531-3100. Trụ sở thứ hai tại Gavi Avenue, Rosemith, California, số phone là 626-999-5865 và trụ sở thứ ba tại Valley Boulevard, San Gabriel, California, số phone là 626-570-0342. Xin mời quý vị hãy gọi ngay cho BNT Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Và xin chúc cho quý vị có một buổi chiều an lạc và hạnh phúc. Xin thân ái kính chào quý vị.